Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước, ở cái bài số 3 thì thầy đã quay xong cho các em ở cái trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác, đó chính là cạnh cạnh cạnh. Đó này. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 4, đó chính là trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh. Nhớ cái góc này nó sẽ có đặc điểm đó chính là xen giữa các em nha, xen giữa hai cạnh. Như vậy thì cũng giống như các cái bài trước, thầy sẽ hệ thống hóa kiến thức cho các em. Chúng ta sẽ đi sang ở phần 1, đó chính là định lý. Định lý. Như vậy chúng ta có này, nếu hai cạnh, các em ghi thầy cái định lý này vào để các em học và rất là quan trọng em nha. Và góc xen giữa, nhớ góc này phải là góc xen giữa các em nha, của cái tam giác này. Bằng hai cạnh, hai cạnh và góc xen giữa. Của cái tam giác kia. Thì hai tam giác đó bằng nhau ha. Bây giờ chúng ta có thể vẽ hình minh họa ra giùm thầy được không nào, để thầy chỉ đâu là cái góc xen giữa để chúng ta nắm. Ta vẽ hai chúng ta hai tam giác ra, ví dụ chúng ta có tam giác ABC thì lại là hết mực nè trời. Ê trời ơi, đúng y hết mực thật. Đây các em, thầy mua cả hẳn một cái hộp luôn nè, hộp bút Doraemon. Bạn nào có nhu cầu thì inbox để thầy tặng cho các em một cây. Nhu hai tam giác này, nhu tam giác A, B, C. Đây là A phẩy, B phẩy, C phẩy ha. Ví dụ như là cạnh, ví dụ cạnh AB bằng cạnh A phẩy, B phẩy. Cạnh BC bằng cạnh B phẩy, C phẩy. Thì thầy đố em góc xen giữa ở đây đó chính là góc gì? Đó chính là góc B này. Góc xen giữa hai cạnh. Chứ nếu ví dụ như cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, mà cái góc A ở đây, ví dụ góc A ở đây bằng góc A ở đây, thì nó hai tam giác này nó sẽ không bằng nhau, tại vì nó không phải là góc xen giữa. Góc xen giữa hai cạnh, các em thấy chưa nào? Đó, ok. Như vậy chúng ta có là ở đây là xét cái tam giác ABC và cái tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy có. Nó có gì? Có cạnh AB bằng cạnh A phẩy, B phẩy. Đâu nào? Ta có góc B sẽ bằng góc B phẩy, và có cạnh BC sẽ bằng B phẩy, C phẩy. Ok. Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác ABC sẽ bằng với cái tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Nhớ góc này phải là góc xen giữa, các phải nhớ điều đó chúng ta nhé, được chưa nào? Tiếp tục em, chúng ta sẽ đi sang phần 2, đó chính là áp dụng vào tam giác vuông. Tam giác vuông nghĩa là tam giác nó có góc, có số đo là bằng bao nhiêu? 90 độ. Thì các em ghi lại như này. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này, hai cạnh góc vuông ha, hai cạnh góc vuông trong tam giác vuông thì chúng ta biết rồi. Tí nữa thầy vẽ hình, thầy chỉ trực tiếp cho các em là các em sẽ thấy thôi. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau, và cũng theo trường hợp là cạnh góc cạnh.
Tại sao ở đây thầy không có nhắc về góc mà ở đây nó lại có góc? Tại vì hai góc vuông đó là bằng nhau và bằng 90 độ. Thầy lấy ví dụ này. Đó rất là dễ. Đây, vị cái tam giác vuông. Để các em thấy nha. Ví dụ như tam giác vuông A cho mày. Rồi vuông tại A, đây A phẩy, B phẩy, C phẩy. Phải nè. Thì khi đó chỉ cần AB bằng A phẩy B phẩy, AC bằng A phẩy C phẩy. Khi mà vuông ở A thì cạnh huyền sẽ là cạnh BC. Đúng chưa? Hai cạnh góc vuông đó chính là cạnh AB và cạnh AC. Tương tự như vậy thì hai cạnh góc vuông của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đó chính là A phẩy B phẩy và A phẩy C phẩy. Như vậy chúng ta chỉ cần có là gì? Xét cái tam giác ABC và cái tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có. Như vậy ở đây điều kiện chúng ta có là chỉ cần là gì? AB sẽ bằng A phẩy B phẩy. Và đúng chính xác là chỉ cần AC bằng A phẩy C phẩy. Tại vì bản thân góc A này này đã bằng góc A phẩy và đây bằng 90 độ thì hai tam giác này nó cũng sẽ gì? Cái tam giác ABC cũng sẽ bằng với cái tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Các em hiểu chưa? Đó. Như vậy thì nội dung của cái định lý chúng ta cần phải ghi vào trong vở và chúng ta học. Nhớ góc này phải là góc xen giữa. Nếu trường hợp này cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này mà ở đây thầy cho góc A bằng góc A phẩy thì coi như cái hai tam giác này nó sẽ không bằng nhau, tại vì góc A này không phải là góc xen giữa của hai cạnh. Phải nhớ như vậy. Em hiểu chưa nè? Đó. Khi trình bày thì chúng ta sử dụng các ký hiệu. Ví dụ này, thầy nói một xíu này. Ví dụ cạnh bằng nhau, cạnh AB bằng cạnh A phẩy B phẩy thì ở đây các em ký hiệu ở đây là một gạch. Thì đây sẽ một gạch. Cơ cả góc cũng vậy. Ví dụ góc B ở đây thầy khoanh một khoanh này, một nét này thì đây sẽ là một nét. Nhưng mà ví dụ góc A này bằng nhau thì ký hiệu ở đây là hai nét. Thì đây là hai nét. Ví dụ cạnh BC ở đây hai nét, hai gạch này thì đây sẽ là hai gạch. Em hiểu chưa nào? Các ký hiệu như vậy nhưng mà nó đơn giản, nhưng mà chúng ta cần phải biết để nắm. Khi chúng ta dựa vào ở trong cái hình mà người ta cho, người ta đã ký hiệu sẵn thì chúng ta sẽ biết luôn là cạnh nào sẽ bằng cạnh nào, góc nào sẽ bằng góc nào. Khi đó chúng ta sẽ viết các cái cặp cạnh cũng như là cặp góc tương ứng bằng nhau theo đúng cái vị trí mà người ta đã cho trên hình nào. Hiểu chưa nào? Nên là thầy nói các em là các em muốn học giỏi hình thì các em phải đọc đề cho kỹ, phải biết cách vẽ hình, phải học thuộc các định lý, tính chất, định nghĩa để từ đó chúng ta có thể chứng minh được hình. Tại vì đa số môn hình thì thầy thấy tất cả các em đều sợ môn hình. 90% không không dám nói là 100%, nhưng mà 90% là học sinh là rất sợ môn hình. Thích môn đại mà sợ môn hình, đúng chưa? Chúng ta khắc phục cái việc sợ đó bằng cách là chúng ta phải học thuộc vẽ hình, được nhìn hình chứng minh em nha. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc. Trong clip sau thầy sẽ quay cho các em ở phần bài tập bổ sung cho các em ở trong cái bài số 4 này ở đây. Chúc em học tốt, bye bye nha.